Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Đây là một chậu lan hồ điệp mà em thí nghiệm cách trồng để nguyên giớn. Tức là trồng cách này, khu vườn phải khô, thoáng, nhiều nắng và có thể điều khiển được lượng nước thì mình có thể trồng cách này. Như vậy cây lan của nó sẽ phát triển rất là tốt. Mọi người thấy này, cái cành hoa này là chơi hoa xong đúng không ạ? Nó đã ra lá non và nó ra rễ mới. Rồi những cái vàng vàng này là bột nghệ nha. Bột nghệ mình xay lên lúc em trồng á. Thì trồng đã được 2 tuần rồi nha mọi người. Em rải bột nghệ lên để cho nó sát khuẩn luôn. Lúc mình tưới vô thì những cái rễ nó có bị tổn thương, nó sát khuẩn luôn. Em cho ăn phân tan chậm luôn. Và trồng cách này á thì mình sẽ để dớn cọng cho nó thoáng, hoặc than củi. Vỏ thông thì nó giữ nước hơn, cho nên tốt nhất là mình bỏ một là dớn cọng, hai là than củi, nó sẽ thoát nước rất là tốt. Và trồng cách này em đã chia sẻ rồi, mình phải trồng nổi lên. Nếu mọi người trồng bỏ hết sạch rêu đi thì mình sẽ gỡ rêu ra và treo chõng ngược lên để khô hẳn, một tuần sau mình trồng cây lan của mình nó sẽ không bị thối bị úng. Còn trồng cách này mình sẽ đặt cái cây nguyên cây vào chính giữa một cái chậu cố định lại. Sau đó mình chèn than củi hoặc vỏ thông hoặc dớn cọng. Dớn cọng này cả nhà, dớn cọng này thì rất là rẻ ha, và thoát nước rất là tốt. Vì trồng cách này là khu vườn nhà mình phải đủ nắng nhá. Hoặc là mình ví dụ như mình có thể không tưới một tuần 10 ngày cũng không sao. Còn trồng mà kiểu bỏ hết dớn á, mình mà không tưới một ngày 10 ngày á, là cây lan của mình sẽ khô nhanh, lá rớt, lá vàng, lá và rụng lá chân. Đó là ưu điểm và nhược điểm. Nếu nhưng trồng cách này mọi người không điều chỉnh được lượng nước, mình tưới nhiều có thể úng rễ và thối rễ, cũng dẫn đến thối cây và thối thân. Cây nó phát triển chậm vì khu vườn nhà em nắng nhiều. Nắng nhiều vì dàn lan trên mái nhà, mọi người thấy nè. Cho nên em trồng cách này nha. Mình hoàn toàn có thể trồng cách này trên sân thượng, khu vườn nhiều nắng, vì cây lan của mình nó có rêu, nó giữ ẩm tốt. Thì khi nắng lên cao á, nó vẫn có độ ẩm ở trong cái chậu thì nó vẫn thoát nước rất là nó vẫn giữ ẩm rất là tốt, thì nó sẽ không bị mất nước. Rồi bây giờ mình sẽ tưới phân. Trồng cách này mình có thể không cần phải tưới phân lên lá. 3 ngày, lúc mới trồng thì 3 ngày mình tưới một lần, mình chỉ tưới vào đây thôi đó, mình chỉ tưới vào cái phần rêu này thôi. Và ưu điểm trồng cách này á thì 3 đến 5 ngày mình mới phải tưới một lần. Nhưng nếu mình trồng ở trên sân thượng, trên sân thượng nhiều nắng thì có thể 2 ngày mình tưới một lần, hoặc buổi sáng mình ra mình tưới sơ sơ cho nó giống vậy cũng được. Tưới phân kiểu này thì mình không cần phải tưới xả lại, và mình pha thật là loãng. Ví dụ bình thường mình tưới sơ qua nước rồi mình xả lại thì mình pha một mi. Em đang chăm sóc bằng phân này ạ. Xê xồ nha mọi người, có thể kết hợp với phân cá bao Ufix. Nhưng hôm nay thì tại vì đợt này đang mưa nhiều cho nên em chỉ tưới xê xồ để kích rễ, tốt rễ để nhánh thôi nha cả nhà. Đó. Rồi, nửa mi cho 1 lít nước, 3 ngày em tưới một lần, chỉ tưới vào đây và không cần tưới xả lại. À, nó có rêu này, nó giữ ẩm rất là tốt, và khi cái phân này nó thấm vào rêu thì cây lan nó sẽ hút được dinh dưỡng, nó ra rễ rất là nhanh. Mọi người thấy nó ra lá non không ạ? Đây là cành hoa đã cắt và đã tàn nha. Rồi, một tháng nữa em sẽ cập nhật lại chậu lan này. Và đây á, em xin lặp lại, ưu điểm là ít phải chăm sóc, ít phải tưới. Nhưng nhược điểm trồng để dớn là dàn lan phải có nắng nhiều, có nắng nhiều, nắng cả ngày và thoáng, chứ không là cây lan nó sẽ bị úng rễ, khô rễ và úng rễ nó úng nó vàng vàng á, là nó teo tóp lại, là nó mới đầu là úng, sau đó là teo lại, thối nhũn và khô lên cây dần dần nha cả nhà. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã coi video.